Hôm nay, lực sĩ Lê Văn Công, niềm hy vọng huy chương lớn nhất của chúng ta tại Paralympic, đã thi đấu chung kết môn cử tạ. Và như thường lệ, anh đã không phụ sự kỳ vọng khi đã hoàn thành đủ bộ sưu tập vàng bạc đồng sau 3 kỳ Paralympic. Ở hạng cân 49kg, Lê Văn Công vẫn đang nắm giữ kỷ lục thế giới 183,5kg. Dẫu vậy, đã 7 năm trôi qua và tuổi tác khiến việc lặp lại thành tích đó là rất khó với anh. Ở lần cử cuối cùng, Lê Văn Công đăng ký mức tạ 181kg để cạnh tranh huy chương vàng, nhưng anh đã không chinh phục thành công. Với thành tích chung cuộc 171kg, lực sĩ Lê Văn Công giành tấm huy chương đồng và hoàn tất bộ sưu tập huy chương Paralympic sau khi đã có vàng tại Rio và bạc tại Tokyo. Hôm nay cũng là một ngày thể thao Việt Nam có nhiều cuộc so tài đáng chờ đợi. Vào khoảng 18:30 theo giờ Việt Nam thì đội tuyển bóng đá U22 của chúng ta đã bước vào giải giao hữu tại Trung Quốc. Kết quả trận đấu ra quân gặp đội U22 Trung Quốc sẽ được chúng tôi cập nhật ở bản tin 360 độ thể thao tối nay. Còn giải giao hữu quốc tế LP Bank đang nóng dần lên và xin lưu ý rằng vé vẫn đang được bán để phục vụ khán giả. Hôm nay thì đội tuyển Nga đã đến Việt Nam để sẵn sàng cho hai trận giao hữu trên sân vận động Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Valery Kapin đã nhanh chóng ổn định và buổi tập làm quen sân của họ vừa bắt đầu cách đây chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Sau khi hội quân đầy đủ tại Hà Nội vào đầu giờ chiều nay, 28 cầu thủ của đội tuyển Nga đã bước vào buổi tập trên sân Mỹ Đình. Do vừa trải qua một hành trình di chuyển tương đối mệt mỏi, huấn luyện viên Valery Kapin cũng chỉ cho toàn đội tập nhẹ để làm quen sân cũng như là không khí tại Hà Nội vào lúc này. Trong danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Nga sang Việt Nam, đáng chú ý có thể kể tới hai gương mặt đang chơi bóng tại Pháp, đó là thủ môn Safonov của Paris Saint-Germain và Kuziap của Le Havre. Ngoài ra, còn là những gương mặt đang có màn thể hiện khá ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Nga ở mùa giải năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 vào lúc 20 giờ ngày mai. Báo chí thì vẫn nhắc đến những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng hàng chục triệu đô la Mỹ của đội tuyển Nga. Dù quả thật, sự vắng bóng của đội bóng này ở những giải đấu lớn trong 2 năm qua khiến giờ đây nhìn danh sách không còn có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam nữa. Dẫu vậy, trong 2 năm qua thì đội tuyển Nga đã đá 11 trận giao hữu và không thua một trận nào cả. Điều đó khiến chúng ta càng trông chờ đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có một bài kiểm tra chất lượng vào ngày mai. Vào chiều ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức làm quen trên sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Nga vào tối ngày mai. Với một đối thủ giao hữu mang đẳng cấp thế giới như đội tuyển Nga sẽ là một cơ hội rất quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm những kinh nghiệm để cọ sát trên đấu trường quốc tế. Hơn nữa, trận đấu giao hữu với đội tuyển Nga sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik có được những sự lựa chọn tốt nhất để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới vào cuối năm, đó là giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Bởi đây là một trận đấu sẽ giúp cho các cầu thủ có thêm những kinh nghiệm. Vì vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc không hề tỏ ra có một chút áp lực nào cả. Tôi rất vui vì đội tuyển Việt Nam có được trận giao hữu với đối thủ mạnh như đội tuyển Nga. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, tuy nhiên tôi không cảm thấy áp lực nào. Chúng tôi đơn giản là sẽ làm tốt nhất có thể. Ở hai trận đấu trước của tôi, lúc đó các cầu thủ vừa kết thúc V-League nên họ vẫn có thể trạng tốt. Còn trận ngày mai thì các cầu thủ đã nghỉ quá lâu, tôi chưa chắc họ có thể lực để thi đấu hết 90 phút. Nhưng tất cả đều thể hiện quyết tâm của mình. Với một tinh thần thoải mái như vậy, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ có thể sử dụng và thử nghiệm rất nhiều những sơ đồ chiến thuật trong trận đấu vào tối ngày mai. Và trong buổi họp báo, ông cũng chia sẻ rằng sẽ trao những cơ hội cho những cầu thủ trẻ, những người mà ông coi là tương lai của bóng đá Việt Nam. Lần này tôi có gọi thêm 8 cầu thủ mới so với danh sách trước đây và có sự trở lại của Ngọc Hải và Hai Long. Trận trước tôi sử dụng nhiều cầu thủ trụ cột và có kinh nghiệm, nhưng lần này tôi sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Họ đang là tương lai của bóng đá Việt Nam. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế, loạt trận FIFA Days của bóng đá Nam Mỹ có nhiều điều đáng để quan tâm. Đó là trận đấu chia tay đội tuyển Uruguay của Luis Suarez, là trận đấu của đội tuyển Argentina không có Messi và được quan tâm nhất là cái cách mà tân huấn luyện viên Dorival Júnior sẽ giúp đội tuyển Brazil có thể thoát khỏi tình cảnh đầy khó khăn hiện tại ở vòng loại World Cup. Đội tuyển Brazil đang tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo của Atlético Paranense để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Ecuador tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, nơi họ đang đứng thứ 6. Đội tuyển Brazil đã thua cả 3 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026, ghi được 1 bàn và thủng lưới tới 5 lần. Tất nhiên, huấn luyện viên Dorival Júnior không muốn nối dài thành tích bết bát này và theo chiến lược gia 62 tuổi, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm một chiến thắng. Một tên tuổi lớn khác của bóng đá Nam Mỹ là Argentina cũng đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Chile vào thứ 6 tới. Trước đó, các cầu thủ được phép đoàn tụ với gia đình trong 2 ngày và theo huấn luyện viên Scaloni, động thái này nhằm giúp các học trò của ông có được trạng thái tinh thần tốt nhất trước các trận đấu quan trọng. Ở những trận đấu tới,
De Paul sẽ là người đeo băng đội trưởng thay thế Lionel Messi, người không được triệu tập lên đội tuyển do chấn thương. Một hành trình mới lần đầu tiên xuất hiện trên VTV. Thử thách cùng cung đường chạy đẹp nhất ở một nơi đẹp nhất. Trải nghiệm cùng nắng, gió và âm nhạc trong sắc màu hoàng hôn trên biển. Một hành trình rực rỡ cho những ai đam mê môn chạy bộ tại Việt Nam trong tháng 10 này. Giải Marathon Quốc tế VTV Ngọc Kim Bành FIBA 2024.